2006. Rượu tặng Nguyễn Trung Dân. Choang! Chai Hennessy XO bay veo vào tường, vỡ toang, bắn rượu tung tóe khắp căn phòng VIP. Mùi rượu thơm nực xộc lên trong sự sững sờ của mọi người. Dũng quát: "Bọn mày láo, gọi ngay thằng chủ nhà hàng lên đây cho tao." Gã chủ nhà hàng lập tức xuất hiện, mặt xanh như đít nhái nhìn quang cảnh trước mắt. Nhà hàng vừa khai trương được mấy ngày, căn phòng đặc biệt này chỉ mới tiếp 2 lượt khách. Khi 8 ông khách tay to mặt lớn, bụng bự, da dẻ hồng hào này vừa tấp vào trên 2 chiếc mẹt và bim cáo cạnh, gã chủ mừng rơn, biết ngay đây là loại cực sộp, vội đưa ngay lên căn phòng đẹp nhất. Quả nhiên đám khách gọi toàn hàng độc, tôm hùm, ba ba, cá chình. Với thực đơn đó, họ có thể ngồi đến nửa đêm nốc biết bao nhiêu là rượu. Chừng 2 chai là các anh trai sẽ bốc máu gái. Chỉ cần gọi vài em chân dài đến phục vụ, coi như các anh mờ mắt tha hồ cho gã chặt chém. Vậy mà cơ sự sao lại thế này? Dũng chỉ vào mặt gã: "Mày không biết bọn tao là ai à? Sao dám đưa rượu giả cho tao? Tưởng bố mày không có tiền chơi hàng xịn à?" Móc trong túi quần ra một cọc giấy bạc dày cộp, Dũng ném lên bàn: "Mày muốn tao trả bằng tiền gì nào?" Cọc tiền bật lên thành mấy sấp, có đủ đô la Mỹ, euro, bảng Anh, giấy trăm trở lên, mỗi loại cũng vài chục tờ. "Tao nghe ông Tiến giới thiệu quán này chơi được, hôm nay có thượng khách trong Nam ra, bèn mời đến đây. Bọn mày láo thế này thì tao còn mặt mũi nào? Tính tiền đi, chai rượu đó tao trả nghiêm." Chủ hàng chắp tay cuống quýt: "Em xin lỗi các anh, chai rượu này là của người nhà ông thứ trưởng Tam mang đến bán. Em không thể ngờ quà biếu sếp lớn lại là đồ giả. Xin anh bớt nóng ngồi xuống chờ em 30 giây. Em gọi hàng rượu uy tín mang ngay chai khác cho anh." Dũng nghiêm mặt: "Bao nhiêu hàng rượu ở Hà Nội này tao đều biết cả. Hàng uy tín của mày là hàng nào?" "Bẩm anh, là hàng con Nga ở chợ Hàng Gia." "À, con Nga bưởi chứ gì." "Thưa vâng, ra anh cũng biết hiệu của con Nga đấy à?" Dũng cười hô hố: "Bú của nó to bằng 2 quả bưởi, ai lại chả biết. Hàng của Nga bưởi thì được. Mày cứ gọi bảo mang tốc hành cho anh Dũng điên 4 chai là tự khắc nó biết loại gì ngay." Gã chủ xung xoe: "Anh đúng là cao thủ, em thật có mắt như mù. Cho em xin lỗi các anh lần nữa, gọi là chuộc lỗi. Chai rượu giả đương nhiên em không dám tính tiền anh. Ngoài ra xin anh cho phép em được mời anh chai rượu đầu." "Thế là mày đã bắt đầu hiểu ra rồi đấy," Dũng khệnh khàng phán. Gã chủ quay sang lườm mắt nhìn đám nhân viên đang rúm người trong góc phòng: "Bọn mày còn không biết lau dọn ngay đi, đổi hết ly mới, lấy khăn lạnh cho các bác lau mặt ngay." Thượng khách trong Nam ra là một người đàn ông mà từ cái nhìn đầu tiên người ta đã thấy rõ nét lịch lãm kín đáo, với trang phục cực kỳ giản dị nhưng sang trọng của các nhãn hàng cao cấp. Trong lúc gã chủ nhà hàng chạy đi gọi rượu, anh kín đáo cầm ly rượu của mình lên, nhấp thêm một ngụm nữa và giữ lại trong miệng. Thái độ quyết liệt của Dũng làm anh phải thận trọng uống thêm lần hai, bởi trong lần cùng ly đầu tiên, anh đã thấy hoàn toàn an tâm về chất lượng của rượu. Lăn lộn thương trường nhiều năm, lại là một tửu đồ bẩm sinh và ham mê giao tiếp bạn bè, số lần anh chạm ly với bằng hữu và đối tác nhiều không kể xiết. Rượu qua tay cũng đã vài nghìn chai. Lại có một ông bạn vong niên trong ngành du lịch từng học nghề thử rượu ở Pháp. Thương nết uống rượu của anh nên hết lòng truyền cho anh cách nếm phân biệt rượu ngon dở thật giả. Từ đó, anh được đám bạn thân tín nhiệm hàng đầu về khoản xác định rượu, coi như một lệnh hồ đại hiệp. Chai cô nhắc đã bị tử hình một cách oan ức, bởi hương thơm đang lan tỏa trong vòm miệng anh rõ ràng là hương vị của Hennessy XO thứ thiệt. Về nhãn rượu này, chỉ thua có mỗi chai extra có đường viền bằng thủy tinh trong suốt mà thôi. Anh thở dài đặt nhẹ ly rượu xuống bàn. Với đám khách quyền lực trọc phú mới nổi, tiền nhiều như quân nguyên, mà thực bất tri kỳ vị này, tốt nhất không nên tranh luận chuyện chẳng đáng gì, nhất là khi anh đang nhờ họ đi tắt cho mấy cái giấy phép. Cơ chế xin cho vẫn phải nhất thân nhì thế, không có đường dây thì đưa tiền chưa chắc ai dám nhận. Không có cái gì công khai cũng không có cái gì cho không. Mọi sự trên đời không qua lẽ biết điều. Anh lặng lẽ nuốt ngụm rượu mặc niệm chai XO vừa tan xác uổng phí. Dũng quay sang anh trần tình: "Em có hơi thô lỗ, nhưng với bọn này mình không rắn tay là chúng sẽ dở trò ngay. Nghe tiếng anh hai lâu rồi, phải đúng rượu thật mới dám mời anh." Gã chủ nhà hàng bước vào cúm núm dâng hộp rượu cho Dũng.
xin anh dùng thử con Nga bưởi vừa cho Quân mang đến, bảo đảm đúng nguồn hàng anh vẫn dùng. Nó còn nhắn đã tìm được chai vodka Hồng Quân cho anh, hàng hiếm đấy, anh có lấy thì nó sẽ mang đến tận nhà. Dũng khệnh khạng phẩy tay. Chuyện ấy tính sao, mày khui đi. Gã chủ nhà hàng nhẫn nhục khui chai rượu và rót một ít vào cái ly mới, mời Dũng nếm. Dũng cầm ly đưa lên môi, nhấp thử ra dáng sành điệu rồi gật đầu. Có thế chứ. Gã chủ mừng rơn. Em rót nhé. Phan Đình rót đi, còn hỏi gì nữa. Rượu được rót ra 8 chiếc ly mới, Dũng nâng ly mời cả bàn. Bắt cạn nào. 8 người khách chạm ly và 7 người cùng ngửa mặt uống cạn, trừ mỗi anh hai đang khựng lại với ngụm rượu giả trong miệng. Không, không cần phải uống vào, mà ngay khi vừa đặt ly rượu lên môi, nghe mùi cồn xộc vào mũi, anh đã thấy nghi ngại. Chiếc lưỡi nhạy cảm của anh ngay sau đó cho biết chai rượu này còn thuộc loại tử tế, chỉ giả khoảng 50%, với một nửa rượu thật pha với cồn cùng nồng độ, trộn hương cô nhắc và bột màu thực phẩm. Những ai không sành thì có thể lầm, nhưng với anh thì mùi cồn có ngụy trang cách mấy cũng không lẫn vào đâu được. Dũng ngạc nhiên nhìn anh. Có chuyện chi vậy anh hai, rượu không ngon à? Trong tích tắc, anh quyết định sẽ không nói lên sự thật. Rượu ngon lắm chứ, nhưng hôm nay tôi có một nguyện vọng này, không biết có nên nói ra không? Dũng cười khẩy. Đã bảo hôm nay anh là thượng khách, thích gì được nấy, xin anh cứ nói vô tư. Thật tình lâu quá tôi chưa uống lại rượu Làng Vân, nếu được pha tí mật gấu thì tốt quá. Mấy hôm nay chiến đấu nhiều, gân cốt hơi bị mỏi. Cả bọn trố mắt nhìn anh rồi bật cười trước ý muốn quá tầm thường ấy. Dũng khẽ lắc đầu. Ôi giời, thế mà anh hai cứ làm em hết cả hồn vía. Chuyện nhỏ, chủ quán giải quyết được không? Dạ có ngay ạ. Làng Vân chính gốc lấy tại lò là thứ em vẫn dùng. Không ngờ có anh hai đây cùng sở thích. Trời lạnh thế này, anh có cần em hâm rượu nóng một tẹo không? Anh vờ thỏa ý. Được thế thì quá tốt. Dũng ra vẻ nhũng nhặn. Nhưng em phải xin lỗi anh hai là bụng dạ bọn em yếu lắm, không chơi được rượu ta. Anh hai cứ việc về nguồn xơi cuốc lũi, còn bọn em vẫn cứ dùng loại cô nhắc xoàn này nhé. Anh mừng rỡ thật sự khi thoát được việc uống rượu giả. Và anh cũng ngạc nhiên thật sự khi thấy 7 chiến hữu trong bàn tiệc thi nhau cùng ly, uống ngon lành chai này qua chai khác. Phải chăng họ đã sống với hàng giả quá lâu đến mức tin nó là thật, là chân lý duy nhất và không còn khả năng phân biệt thật giả. 28 tháng 3 năm 2007.